Chào anh Thái Quang, Chào. chào các anh chị em cũng đang tối quá rồi, cúp điện hết rồi, Không đang sao đâu, chưa ngủ được, cứ vô tư đi. đang trằn trọc. Thì mình thấy có những cái cần thêm chia sẻ thêm với anh em biết thôi. Vừa rồi cái clip đó thì coi nó trong mạng, cộng đồng mạng mình chia sẻ rất là nhiều. Thì đại khái nó cũng phần nào nào đó, nó nói lên cái đời sống của người Việt nói chung và những cái kẻ mà chống cộng ở bên Mỹ và hải ngoại nói riêng á. Thì cái đời sống thật sự đó, hồi trước đây thì mình cứ nghĩ là khi mà qua Mỹ thì sướng lắm, tại vì xưa mình cũng từng có cái suy nghĩ đó mà. Thấy họ về Đúng nước, rồi. họ cầm đô về, thời đó là ở Việt Nam mình còn đang nghèo mười mấy 20 năm về trước thì kinh tế còn nghèo lắm, mà thấy Việt Kiều, mà nghe hai chữ Việt Kiều đó giống như là một cái thương hiệu vậy đó. Trời ơi, nhìn thấy Cái gì nó nó ghê 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 lắm lắm, đúng không? Không đúng không anh? mà Trời ghê thế, gớm, chứ nó thấy đi chứ ra bộ. đường là bắt đầu cái mặt là phải nhìn, nói chung là không nhìn xuống đất mà phải nhìn lên trời đó, cứ nhìn rồi đeo cái túi rồi mặc cái quần sọt rồi cầm cái máy chụp hình, thấy phong cách ghê lắm. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi, giờ thời đại, thời buổi công nghệ thông tin là bây giờ mọi ngóc ngách trên cái thế giới này nó chỉ cần một cái chuột là chúng ta đã biết hết rồi đó. Thì bây giờ đời sống của người Việt ở bên đó như thế nào, rồi cái đời sống của cái đám chống cộng nó ra sao, thì tất tần tật nó đã thể hiện hết rồi, bây giờ chúng ta không cần nói nữa. Nhưng mà chúng ta buồn cười một cái là tụi nó khổ, như nói chung là mình dùng cái từ nó hơi xúc phạm nhưng mà thôi, rất, nói chung là rất khổ đó. Nhưng mà lúc nào nó cũng Đúng lên Facebook nó khoe khoang rồi nó chê ba Việt Nam, một cái thằng nghèo rồi. rớt mồng tơi đi đi chỉ cái đất nước này phải làm kinh tế như thế nào, một cái thằng thất bại lại đi chỉ cái đất nước này phải chống giặc ra sao, một cái thằng đu càng là tư cách gì mà dạy dỗ người khác, đúng không? Thằng AQ cũng vậy thôi, con cháu F2, F3 của cái đám thất bại thì tụi bay không có đủ tư cách đó, để mà chỉ, để mà ý kiến ý cò về cái đất nước này, dân tộc này đó. Mà lên khoe khoang, bây giờ các vị thấy đó, ở Việt Nam cứ về đi rồi thấy dân Việt Nam họ sống như thế nào. Trời ơi, Việt Kiều bây giờ về thậm chí còn đi ra đường còn lén lén lút lút núp núp, tôi xin lỗi như một số thôi chứ không phải là tất cả nha. Và những cái kẻ mà hay hên hoang khoe khoang về bây giờ lắm la lắm lét đấy, coi như lén lén lút lút y như là ăn trộm vậy đó. Tại vì sao? Có Nam Phong, có Hoàng Nguyễn. Hoàng Nguyễn mới mới nói là dẫn chứng cụ thể của Hoàng Nguyễn luôn nè: quê em giờ nghe Việt Kiều là sợ, bữa hai lão kia cũng Việt Kiều về lừa bà con dòng họ một vố rồi lặng không sủi Đúng rồi, toàn lừa đảo không chứ đầy đó. Bữa có clip nào mấy anh em nào ở trong nước vạch mặt trong nội Việt Kiều về lừa đảo người thân bạn bè tùm lum đó, đâu phải ít à. đâu. Việt Kiều xấu hổ bây giờ, bởi vậy mới nói hồi trước thì cứ sợ sau này về sợ là Việt Kiều về rồi người trong nước hỏi sao về không có quà khác hay là mời mọc đi ăn. Xin lỗi, tôi cũng có bạn ở bên Mỹ bạn học, khi về đây tụi tôi bao hết, không bao giờ nghĩ tới cái chuyện để họ trả tiền đâu. Tại vì bây giờ mình bữa ăn mình bao nhiêu lắm, vài trăm ngàn tiền bạc đâu có lớn đâu. Ở Việt Nam Đúng mình đâu có nghèo đến độ đó. Ngày xưa thì tôi công nhận nha, bây giờ thì không có chuyện đó đâu. Cho nên là đừng có nghĩ rằng ở Việt Kiều bây giờ mình đang gắn mác. Nói chung những cái gì, người Việt Kiều mà họ mà hướng về Tổ quốc, họ không có cái chuyện mà lên mạng mà phê khoan chê bai đất nước, đúng không? Nó khác chính nha, thằng xác, chính xác, AQ chính xác. là hay chuyên môn là cái dạng giống như là đánh cháo khái niệm á. Mình phải phân biệt Rồi. rõ cái người Việt Kiều họ yêu nước, họ có cái cách hành xử khác những cái kẻ chống phá, những cái kẻ mà bưng phở rửa chén thậm chí là lang thang mà mở miệng ra và chê bai đất nước đó, đó kẻ đó nó khác À. nha. Còn người Việt họ qua họ họ đó họ qua họ làm ăn, họ họ chú chí thú làm ăn rồi họ có điều kiện họ về nước họ chơi, hoặc là Có họ nghề đầu phép thai họ về thôi đúng ngược không? lại, đúng Họ không? đưa vợ con gia đình về. Đây bây giờ tụi nó cứ mở miệng ra tụi nó xí phần là
Việt Kiều là tao là Việt Kiều, tao đóng góp 1 năm 10 mấy tỷ đô. Ông mẹ lang thang này, mì gói ăn, thậm chí tao bón năm này qua tháng nọ luôn, tiền đâu mà gửi về. Đừng có xàm, đừng có tí. Bây giờ cộng sản gửi con cái qua bên Mỹ học 1 năm, họ biết một đứa con mà học bên Mỹ 1 năm biết bao nhiêu tỷ đó, tiền ở đâu? Đừng có mở miệng ra nói là con cán bộ đảng viên, làm gì có. Con cái người dân bây giờ họ họ có điều kiện lắm, con cái họ đi du học là cái chuyện bình thường lắm, ở đâu cũng có hết á. Mà tôi nói mở miệng ra, tôi nói con là cán bộ đảng viên, loại cán bộ đảng viên 5 triệu thì phân bổ đều hết tất cả các tỉnh thành, đúng không? Rồi từ tỉnh thành xuống tới huyện, tới xã đó, thậm chí tới ấp, tới thôn, thì ở đâu mà không có đảng viên? Thì mấy cái đảng viên đó tiền đâu cho con đi học được, mấy người đâu, rất là ít. Nhưng mà trong khi cái lượng mà con cái con em người Việt bây giờ đi học ở nước ngoài rất nhiều, người dân không chứ ai. Tụi nó cứ mở miệng á, cái cộng sản này chửi tư bản mà cho con qua tư bản học rồi chứ. Xin lỗi, thằng Trung Quốc nó giàu mạnh như bây giờ, nó cũng từng một thời như Việt Nam bây giờ, nó cho con em nó đi học, nó tiếp thu cái khoa học kỹ thuật tiến bộ đi trước của các nước tư bản về, nó xây dựng đất nước. Vì Việt Nam cũng đang làm cũng tương tự vậy thôi. Có thể là những 10 người thì 6-7 người đi học, nhưng vẫn có những người về đóng góp cho đất nước, mà đâu phải đi đi hết đâu. Và nhiều chứ, Đó, đó là cái chuyện. chẳng qua mấy ông này mấy ông quy chụp thôi, ví dụ người ta ở chứ người ta Rồi chưa về, ví dụ đó, người ta ở thời đúng hạn người ta ở lâu thì mấy ông này mấy ông quy chụp, mấy ông là dụ dụng câu chuyện đó, mấy ông xuyên tạc thôi, chứ quê hương người ta, người ta về chứ mắc mớ gì đó. người ta, đâu về. Bây giờ nhìn thử, nhìn ông Phạm Nhật Vượng đó, ổng khi ổng bắt đầu thành danh ở nước ngoài là ổng bán công ty và ổng về nước đầu tư. Bây giờ mới có ông Vọc Phạm Nhật Vượng, nói chung là nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam, cả thế giới họ biết rồi đó. Những cái người Việt kiều đó mới gọi là Việt kiều, cái đám mà qua bưng phở với chén cày mặt. Nói thẳng ra vừa rồi tôi có coi một clip của cái người mẫu gì ta, người mẫu gì tên Quyên Quyên gì đó. Nói chung cũng lâu lâu rồi, cũng qua Mỹ rồi thất vọng về cái đất nước Mỹ. Tại vì trước đây ở Việt Nam cứ nghĩ qua đó là giống như là nằm ngửa ăn sẵn, và qua đó bây giờ cô ta vẫn có điều kiện, vẫn mở được shop bán hàng mở này kia, mà thật sự không có thời gian để mà về Việt Nam, không có thời gian để Là mà chào phụng Nguyên dưỡng Thư. con cái, đúng không? Thì nếu mà mình cứ nghĩ đi, nếu như một cái thằng giống rảnh rỗi như thằng AQUI này thì thật sự là đói há mồm ra đó. Người ta làm như vậy mà ta còn chưa đủ, mà thằng này nghe diễn đàn nào cũng lê la rồi lên kiểu này thì chắc bên đó cũng đói há mồm chờ quay phe thôi. Giàu có người ta chịu làm, người ta đã giàu có, người ta đã có của dư rồi, thì vấn đề của cái những cái kẻ mà chống phá bên đó thôi. Nó nhìn Việt Nam mà nó chê bai thì mình thấy mình bức xúc. Xin lỗi anh em cộng đồng mạng, tại vì trước giờ mình lên em lên đam cái tụi ba que này á, là nói chung là không bao giờ khoe khoang gì đó, ai nói gì mình nghe. Nhưng mà tại vì thấy Nga Huy nó khoe xe đồ nhiều quá. Thật sự xe này em nói thật là cái chỗ này em làm chứ không phải của em. Mình nếu mà nói khoe xe thì thật sự là ở đây xe đây là em tới mấy chục chiếc rồi ha, mấy chục chiếc chứ không phải là đó, xe rất là nhiều nha. Đây cái chỗ em làm này là rộng một Nguyên bãi hả? Có nguyên mười bãi ngàn luôn đúng mét không? vuông Có nguyên của em bãi bãi là rộng 1.000 mét vuông đó, là một sào đó. không? Đây nè, xe là em làm chỗ em làm rồi, ok rất là nhiều đó. Có xe đang làm, cái xe này là đang làm đồng nè. Có nghĩa là ở đây em muốn chứng minh một điều rằng cái xe ở Việt Nam hay ở Mỹ bất cứ ở đâu cũng có, mình không có khoe khoang. Tại vì trước giờ cũng không bao giờ khoe khoang là cái chuyện gì. Ví dụ bây giờ em nói em quay cái xe em nói của em cũng được thôi, đó đâu có gì đâu, đúng không? Nhưng một mình em không thể mà sở hữu một lần mấy chục chiếc thì được đó. Đó xe là để tùm lum tá lả hết, rất là nhiều ha. Ở bên Việt Nam này là 12 giờ mấy 1 giờ rồi nha, không có ai cho vô để quay xe đâu nha. Nha, đây là cái chỗ làm đó, thấy không? Dịch vụ chăm sóc rồi làm đầy đủ hết tất cả các dịch vụ, thấy chưa? Đó, nói ra để thấy được người cộng sản họ làm, thấy không? Mỗi ngày làm tối rảnh mới lên cái chỗ này, là cái chỗ làm xe
Còn lại là bữa em lên cái diễn đàn Anh cách đây 2 bữa thì em đang ở trên Sài Gòn, là cái nhà là mới xây trên đó. Đó, em mới chạy chạy xuống đây lúc trưa mới về đây là thành phố Long Khánh nha. Đó, đó nó thấy chứ còn trước giờ chưa bao giờ khoe khoang à là tôi thế này tôi thế nọ, nhưng mà cái đám em ghét cái đám như thằng A Quy rồi đó, ăn lên khoe đụng tùm lum nè, chỗ chỗ làm xe nhưng mà chơi cá rồng đàng hoàng nha, đó đầy đủ hết nhau đó, đủ thứ đâu, nhưng mà không có khoe. Nhưng cái đám tụi nó ghét cái là nó ăn ăn rồi nó khoe khoang tùm lum đó. A Quy à, cái đám tụi mày nghèo rớt giái bên đó, trên răng dưới bình xăng có gì mà khoe. Người cộng sản người ta đâu có thèm khoe đâu, như ông Phạm Nhật Vượng đó, ông giàu cỡ nào bây giờ thấy ông khoe gì đâu, đúng không? Bớt lại, nó muốn khoe thì chứng minh cái giấy tờ đó là nhà của mình đứng tên, 4 cái xe đó là nhà là mình đứng tên, cần gì phải khoe, chụp cái giấy tờ thôi, cái khoan làm gì. Còn là cái chỗ này là chỗ em nghỉ ngơi lúc mà em ở lại em coi xe hay là chỗ này mấy lần trước á, bên diễn đàn anh bằng là em hay ngồi đây đúng không, lúc nào em cứ ngồi đây đó. Đúng góc máy luôn đúng không? Đó, thấy cái bàn không, cứ nhìn thấy thì em không giống mặt, không có giống chỗ, đó là cái chỗ em làm nó rộng từ cái kia đi nãy giờ lên tới đây đó, đâu cần khoe khoang gì đâu. Thậm chí em ngồi em like mấy cái đám chống cộng kêu mày nhìn mày đúng là nghèo rồi, nhà bắt tôn rồi, thấy không, thấy không đó. Em đâu cần, nhưng mà ghét cái thằng A Quy này thôi, mình lên mình cho nó thấy là ở Việt Nam đó, họ họ làm họ có công việc, nói chung là so với những người ở đây em chưa làm gì hết, nói thiệt với anh, nhưng mình cũng chẳng khoe khoang gì hết, tại vì Thì đúng rồi, có sao nó mình vậy thôi không chứ mình có đâu khoe vô khoang, phải mình không có cần phải khoe khoang nha. Ở trong nước mình sống như thế nào, mình hạnh phúc hay mình không hạnh phúc đó, mình nghèo hay mình giàu, mình là cái người cảm nhận. Chứ cái đám chống phá ở bên đó nó biết cái mẹ gì, nó ăn nó họ mở về Việt Nam nghèo đói rồi này cái thất nọ. Hả? Tự do nhân quyền dân chủ, tụi bay làm gì có quyền, quan có quyền đó. Em làm ở đây nhưng mà bây giờ nhà mới xây trước Tết là chuyển lên Sài Gòn. Bữa có các bạn Tấn Phát mà bên diễn đàn bằng là có qua nhà em chơi rồi, tại ở gần luôn tình đó, bữa nói qua anh Thơ Quang để uống cà phê mà chưa kịp qua đó, qua bên em qua anh cũng gần chứ không phải xa. Gần năm không anh gần Thì ngày mai em lên lại nè, chiều mai em lên lại thì có gì cái mốt cái gì anh alo anh em mình uống cà phê chơi, nói chung là ok đến đó. năm không Đó, nói chung là cuộc sống mình rất là thoải mái anh, mình được đúng rồi. làm, được ăn, được chơi, được nghỉ ngơi và được đam tụi bay sọc, hạnh phúc còn gì bằng nữa, Nó đơn giản còn thôi, gì nó làm hết. phong với mọi người thế này nè, mọi người mà đi ra đường ra xã hội Việt Nam chúng ta bây giờ thấy những cái cảnh sinh hoạt của người dân á, thì mọi người cứ nhìn các nước khu vực đi, họ nhìn vào họ thèm muốn được như vậy á, thèm Chính chứ xác anh, đúng không? Mình nói thẳng luôn, đúng rồi, ở đây mình không phải là mình tự cao tự đại vì mà cái đó là thực tế, cái đó là thực đâu tế đâu đó. đơn như giản đâu, như chính bên xác anh. Campuchia dạo là giờ này là mọi người thấy là bắt đầu là lộn xộn bùng dịch rồi, tình hình thế này thế nọ, rồi là những nước khác, thằng Philippines rồi thằng Thái Lan bất ổn chính trị thì cứ xảy ra đùng đùng, hôm nay thì ông áo vàng, ngày mai thì ông áo đỏ đúng không? Còn Philippines thì bây giờ đó mười vụ rồi, vì cảnh sát rồi bắn thì chưởng rồi búa xuống rồi Nó đưa bữa nay đọc hơi bị nhiều, có nghĩa là lưa. gì, cái sứ tư bản toàn là những cái nước mình nói ra toàn là gì, dân chủ tư bản đó, nhưng Đó. mà nó nát xương, dân nó có ra gì đâu. Hồi trước trước thì tôi cái đám chống phá nó bở đến ông Duterte của tổng thống Philippines đó. Cuối cùng thì sao, cũng bắt tay với Trung Quốc cái tụi nó câm cái mỏ lại, rồi bây giờ ông cho cái luật gọi là cảnh sát tự do bắn những người buôn ma túy. Cái đó là cái đi ngược với thế giới văn minh, các nước không ai bao che cho đám ma túy, nhưng mà không thể làm như vậy được, bởi vì bất cứ anh phạm tội gì anh phải có tòa án xử nó mới đảm bảo cái nhân quyền. Đợt này anh ra anh bắn rồi mới có cái vụ bắn cảnh thị trưởng thế giới, chứ nếu mà xử xử đàng hoàng làm gì có chuyện bắn mà cảnh sát bắn thị trưởng 21 phát đâu, rồi bắn biết bao nhiêu người dân. Bây giờ ví dụ em nói nha, em là cảnh sát em ghét anh Thơ Quang đi, em ra đường em bắn anh chết, xong em cầm miếng tép heroin để em nhét người anh, em nói anh là cái người buôn ma túy, cái em bắn nó làm cho cái gì, mất
cái công bằng xã hội nó làm cho cái đám mà ví dụ cảnh sát nó cảnh sát nó tha hóa biến chất nó có cơ hội nó phạm tội đúng không anh? Nó À. là việc làm của cái đất nước Philippines cái mặt nào đó thì nó có tích cực chứ không phải không, nó hạn chế được tội phạm, nhưng mà thế giới không ai làm chuyện đó, nó đi lại đi ngược lại cái văn minh của thế giới đó, tư bản đó. Rồi sao Myanmar đây là tư bản dân chủ đó, loạn xà ngầu, bây giờ thì là trở thành con tốt của cho Trung Quốc, Mỹ, Nga chơi rồi, chắc chắn là sẽ không có một ngày yên bình. Dân Myanmar nhìn Việt Nam chỉ có thèm thôi, chứ đừng bao giờ kêu Việt Nam bắt chước Myanmar biểu tình. Dân Việt Nam họ không ngu, còn cái đám nào muốn biểu tình thì kéo về đây bên Cali mướn cái tàu về qua bên Myanmar biểu tình giùm tụi nó, chứ dân Việt Nam không có nhu cầu biểu tình nha Quy, Việt Nam không có nhu cầu đó. Tụi bay cứ ra rã tụi bay đòi suối gì dân Việt Nam biểu tình biết bao nhiêu năm nay, cuối cùng dân họ cứ im re, cuối cùng tụi bay quay lại tụi bay chửi dân Việt Nam là ngu rồi cái kia. Ủa không có nhu cầu biểu tình mà không đâu có khôn đến mức mà họ để cái đất nước này nó tan bành té bẹ giống như là cái Ukraine, Libya, Syria đất đâu. Họ ngu nhưng mà họ giữ được cái đất nước này, kệ tụi bay chửi đi, tụi bay khôn rồi bây giờ tụi bay đi biểu tình đi qua bên Libya, Syria đất mà sống bên đó thì dân chủ đó. Ủa, suối toàn là À, thì suối chào cơ quan, chào mọi người, mình lên nói lại đây vài nha. Thì bây chờ giờ đó là phần phán xét của mọi giờ người, cái không có chứng khoán giả hay thế không thì cứ để mọi người xem nha. thôi. Nhưng mà để mình giải thích về cái vụ chứng khoán, bà xã mình ngồi canh đó, EQ bận thì EQ 1-2 phút EQ nói chuyện, Không ai nhưng mà xem khi đi mà sao khách lên thì EQ ngồi đó EQ canh. quá bạn. Tức là ở đây một chục cái máy cơ quan, chứ lẽ mình đi lấy cái tài khoản giả vô một chục cái máy mình ngồi đó, cái thằng nào khùng hay không vậy? Với anh Hơi chị nói thì khổ nói cho vừa quá. cho phải thôi, đúng không? Nói giống như con nít Nhưng vậy, chứ mà làm ông gì cho có bài nói này được là quay chứ. là tức là Rồi tôi không, nói tức nè, là cái tôi nói nè, mục đích AQ đưa lên ai kêu khổ là khoe gì? là tại vì Thờ tôi thì nhìn không, bạn tôi không nhìn ra bạn AQ là khoe, để tôi đang hỏi mục đích của AQ. khoan, để AQ nói lộn, tại vì cái bọn cực đoan ở đây á nó bảo rằng là Bọn là AQ ai không? nghèo, AQ Bọn homeless, là ai? Bọn là bao gồm những ai? Ông dùng Nam từ đàng Phong, hoàng à? Nam Phong, Nam Nam Phong thì của mình Nam Phong thôi, ông kêu bọn gì? Ông tầm tao. Đúng không? Bên hai bên 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 đó là mua mua máy bên tôi cũng nhiều. tức là rảnh quá không, không rảnh quá cho nên mới ngồi tạo tài khoản là coi được ha, đúng không? Cái người nói vừa phải là đúng không? Đây nè, bà xã đang ngồi ở đây đang coi ở đây đúng không, còn lại Hello. bao nhiêu cái máy đúng không, thì rảnh quá ông tới ông ngồi Hello nè đúng không, rảnh quá xong cho nè chào cái ông này không lịch sự gì ta, chào chào cho người ta chào chào đó hỏi đúng không. cái Chú Cầm nói vừa phải thôi, nói cái chuyện tào lao, nói cái chuyện giống như con nít, tự nhiên cái mở tài khoản dởm lên ngồi đây ngồi canh như chơi vậy nè đúng không, nói chuyện giống như là con nít 3 tuổi mới lên vậy mà cũng nói cho đúng phải không, đúng chưa, mình nói có gì sao cho người ta nữa, rồi nghe sao à, rồi, đó rồi sao không thì đó nhà nhà này là chưa, mượn đúng không, mục đích là gì, mục đích là mục gì? đích á là tại vì mấy mấy đứa trẻ trâu giống như là Nam Phong á nó nói À nữa thấy chưa, chào lại anh em. à, chào anh, chào lại các anh chị em. Nói chung là thấy AQ cứ lên chứng minh mình giàu có thì có gì đâu khó ta, chỉ cứ giấy tờ nhà nè và 4 chiếc xe giấy tờ đứng tên AQ là người ta tin thôi, chứ đâu cần phải lòng vòng chi nhiều cái mệt vậy đúng không, đâu cần phải đem điện thoại rồi đem chụp gì ta chứng khoán đồ chứ vậy mệt lắm đó. Cái thứ hai nữa là AQ thì các cái diễn đàn trong nước thì đều biết hết mà, cái độ lương lẹo thì cũng hơi bị cao, nhưng mà cao so với cái đám chống phá thôi, so với ở Việt Nam thì ví dụ như mình chia làm 3 cấp học, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì cái trình lương lẹo của AQ nó mới ở cấp 1 thôi à, tại vì nói ra ai cũng biết hết á đó. Đó, nếu mà anh lương lẹo mà anh có trình độ á thì ít người biết lắm, còn mở miệng ra toàn lương lẹo người ta nghe người ta biết liền, trình độ nó mới cấp 1 thôi. Nếu mình đem ra so thì chắc tốt nghiệp tiểu học à. Còn rõ ràng cái bản chất cờ vàng của AQ thì không bao giờ thay đổi, hồi nãy anh Thơ Nguyễn đã vạch ấy rồi, thì nói chung là cũng lỗi tại 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 em, tại Nam Phong mà chịu không thích, cho nên là AQ chứng minh rồi mới lòi ra cái đuôi cáo. Nói chung là ngày xưa thì AQ cứ
chê cộng sản là khỉ, nhưng mà thật sự AQ qua đó 40 mấy năm mà AQ không có đuôi, mà từ ngày qua không đuôi giờ mọc ra cái đuôi cáo rồi. Tự nhiên cái người mà nó tiến hóa thành thành động vật thì cũng hơi khổ. AQ cái đuôi cáo là khó giấu lắm, tại đuôi cũng hơi dài. Rồi thế rồi nữa nè, tại sao mở miệng nói yêu nước, muốn gì thực hiện nghị quyết 36 này kia mà lúc nào cũng giấu cái mặt đi vậy AQ? Mình làm cái việc gì nó đường đường chính chính mà mất mới gì mình phải giấu mặt AQ kêu, đúng không? AQ cố 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 tình khoe cái cờ vàng kìa thì đó. đó thì đó thì nó bản chất vậy mà nãy giờ thì chối đẩy đẩy kêu là mượn rồi này kia. Cái người nó lương lẹo, anh thấy anh Thơ Quang thấy không, lương lẹo vậy, lúc thì như thế này lúc thế kia. lương thì gặp Ba này muối thôi, không lương thì gặp ba này muối anh lương thì chỉ nấu cháo rồi, quê về nước thì chắc chỉ nấu cháo rau răm thôi. Nhưng mà mình nói gì nè, con người mà quân tử họ sống với những cái kẻ mà thí dụ như xấu xa chẳng hạn, nhưng mà họ lộ cái mặt ra thì người ta cũng không có ngại đâu. Thí dụ giờ biết thằng đó là ăn cướp thì họ cũng ngại đâu. Thí dụ như tránh voi thì chẳng xấu mặt nào thì họ né cũng được. Nhưng mà ở với cái thằng mà lương lẹo á là cực kỳ nguy hiểm, đúng không anh? Ví dụ nó nói là Việt Nam tốt lắm, là Việt Nam thế này rồi, nó khen mình, ủa này tốt lắm, nhưng mà sau lưng đâm mình rồi nào mình đâu biết bản chất mà. Rồi nói thêm một chút xíu về AQ nè, hồi trước đây AQ là một tay sai đắc lực của Đào Minh Quân đó, nhưng mà từ ngày mà Đào Minh Quân là coi như là tự phong là Đức Quốc Công, có nghĩa là giống như là vua vậy đó, thì AQ là bắt đầu thay đổi. Thì suy nghĩ hoài mới ra chắc là có lý do nè. AQ thì rất là nhỏ nhẹ, nếu mà ví dụ như là trong triều đình mà ông Đào Minh Quân mà ông thành lập một triều đình mà hai bên thì có quan văn quan võ, thì AQ cái dạng AQ thì làm thay giám được nè, thì cho nên là chắc sợ ông Đào Minh Quân ứng thí, cho nên là lo kiếm cớ chuồn, bởi vì đàn ông mà nghe nó thiến sợ. Mà thường thường là mình coi phim cổ trang thấy mấy người, công công nó miệng mồm thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ lắm, nhưng mà nó thâm độc, anh thấy không? Và cái tính cách AQ này thì cũng tương tự vậy thôi, y như mấy thằng công công trong cái phim Trung Quốc mình hay coi đó, Đúng không rồi. khác gì đâu, thâm độc lắm. AQ là thuộc dạng là rất là thâm đó, lương lẹo, nhưng mà nói lương lẹo không chịu đâu, hồi xưa sợ chắc về Ông biết sao không? Nói lương lẹo AQ buồn, AQ nói lặng lách á, lặng lách AQ khoái, thì AQ dân đua xe mà. Đúng không AQ? Bây giờ tức là tôi gọi ông lặng lách là ông đâu có buồn gì đâu, đúng không? Đúng không? Còn nếu mà lương lẹo là ông không thích, đúng chưa AQ? nói chung là không thích là do sợ giờ làm cái món cháo rau răm ở Việt Nam thôi, về Thấy nước tôi tâm lý sợ chưa? Chào chị Hai Yến. sợ Chị bị Hải Yến có muốn lên không thì lên luôn nha, lại còn khoảng chừng gần 20 phút nữa à. Từ hôm nay là mở cửa tự lừa. do đó. Thì bữa nay mới là cái bữa mà thức khuya nhất, mà nói chung cũng là có AQ nên là em ráng thức thêm xíu nữa, tại vì cũng em thức khuya nhưng mà thấy tâm tâm trạng nó có vẻ phấn khởi lắm anh. Khoái đúng không? Vui vẻ. Mặc dù bữa nay là bữa thức khuya nhất, chứ còn mấy diễn đàn kia là khoảng 11 rưỡi cùng lắm 12 giờ là ngủ rồi, tại vì ngủ mai đi làm, tại người cộng sản không không có ăn không ngồi rồi đâu, họ không có nằm ngửa ăn sẵn đâu đó, tối họ rảnh họ lên nhưng mà ban ngày họ còn thích làm, chứ không phải là giống như cái đám mà bên đó đâu nha Quy, nằm ngửa ăn sẵn quen rồi đó, qua đó giờ không ai cho là thành lê lết ngoài đường thôi. Cái tâm lý nằm ngửa ăn sẵn nó có từ cái thời mà trước giải phóng rồi, Mỹ nó nuôi nhập họng quen rồi, giờ qua đó là vậy thôi, lý do cũng một phần lớn là hâm lết là vậy. Đừng trách người cộng sản, các vị đừng có moi móc cái lịch sử xấu xa của các vị về, các vị cứ đem cái những cái người cộng sản ra các vị chê bai, các vị chửi bới, tôi là con cháu cộng sản tôi phải bênh vực thôi, đơn giản. Ok rồi, cảm ơn anh, có anh em nào lên thì chia sẻ tiếp, Rồi, cảm ơn sao Nam Phong sao nha. hay chưa ngủ. Mọi người chơi vui vẻ là được rồi. Ok, cảm ơn Nam Phong.